Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn 18 tiếng cấm các hoạt động lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D nối thành phố Lào Cai lên thị trấn Sapa, thì từ đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 8, tuyến quốc lộ 4D đã được thông xe trở lại. Tuy nhiên, việc đi lại vẫn còn khó khăn, đặc biệt là với những xe có trọng tải lớn. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14 trong sáng ngày hôm nay. Hơn 6 giờ sáng, những chiếc xe nối đuôi nhau vượt qua các bãi bùn lầy hướng về phía thị trấn Sapa. Dù việc di chuyển vẫn gặp nhiều khó khăn, song mọi người đều vui mừng khi được trở lại đúng hành trình của mình. Vì có những người đã phải ở lại trên đoạn đường này gần 2 đêm kể từ khi mưa lũ xảy ra. Gần 10 giờ đêm ngày hôm qua thì cơ bản là thông xe. Tuy nhiên do cái diễn biến mà thời tiết thì có thể là nó thay đổi bất ngờ. Do vậy mà chúng tôi vẫn thường trực chỉ đạo các cái đơn vị thi công và các cái lực lượng có liên quan để tổ chức ứng trực ngay tại chỗ để phục vụ cho cái công việc đảm bảo giao thông. Nói chung làm chờ đợi thì hàng hóa này thì mình đi làm ăn thì mình mong nó thông đường để mình đi. Tuy nhiên trong sáng nay thì vẫn đang ưu tiên cho hướng di chuyển từ thành phố Lào Cai lên Sapa, còn chiều ngược lại vẫn chưa thông tuyến. Ngoài ra do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, mặt đường lại không đảm bảo nên các xe có trọng tải lớn như các loại xe đầu kéo và xe tải nặng vẫn chưa thể qua lại. Anh chở hàng từ Hà Nội lên Lai Châu mà tắc nằm đây không biết nào. Thấy cơ quan chức năng thông báo không biết bao giờ mới thông nên cứ nằm đây. Sau mưa lũ, trên tuyến quốc lộ 4D có khoảng hơn 20 điểm bị sạt lở, sụt lún. Khối lượng đất đá là rất lớn, không thể ước tính được. Trong đó có 3 điểm bị sạt lở nghiêm trọng là km 17, km 19 và km 22. Sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị chức năng đã huy động hơn 20 máy xúc, máy ủi và các thiết bị trên toàn tỉnh để tiến hành công tác giải phóng hiện trường. Có những thời điểm lên đến hơn 300 người để khắc phục sự cố. Theo đơn vị thi công thì phải mất thêm 3 đến 4 ngày nữa thì toàn bộ tuyến quốc lộ 4D mới có thể lưu thông theo hai làn xe như trước đây. Tất nhiên công tác khắc phục vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết tại đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày nay xuất hiện một hố sâu sụt lún bất thường trên đường Trường Sa. Hố sụt này đang có nguy cơ tiếp tục mở rộng, mặc dù là các cơ quan chức năng đã kịp phong tỏa hiện trường để tránh nguy hiểm, nhưng ở đây đang thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Do khu vực hố sụt lún trên đường Trường Sa, phường 14 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh được dựng rào chắn và cấm đường nên tình trạng kẹt xe trên tuyến đường này trở nên nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cho hay xe chạy vào đường Đặng Văn Ngữ vòng qua các hẻm để giảm kẹt xe trên đường Trường Sa khiến cho đường này cũng bị ùn ứ theo. Lượng xe lưu thông qua đoạn đường này rất đông khiến cho tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn. Vào giờ cao điểm, từ giao lộ Trường Sa Đặng Văn Ngữ luôn trong tình trạng ùn xe kéo dài nhiều giờ liền. Được biết là trước đây khu vực này đã từng xảy ra tình trạng tương tự, dù đã được sửa chữa nhưng không bao lâu lại xuất hiện hố lớn như vậy. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức cuộc họp các đơn vị liên quan tìm cách khắc phục sự cố này một cách nhanh nhất. Hai ngày nay, các cơ quan chức năng đã tiến hành khoan thăm dò tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời là khu vực trên sẽ được khoanh vùng, chặn nước một ở kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè để khoan và đào đường ống này lên để xác định vị trí bị vỡ, quy mô và thiệt hại cụ thể. Dự kiến đến tháng 8 đến thứ 2 sẽ mở phần đường không ảnh hưởng để xe máy lưu thông. Chiều ngày 5 tháng 8, gần 100 chiếc xe máy chạy trên đường Mai Chí Thọ bị thủng lốp hàng loạt do cùng một loại đinh gây ra. Thấy hiện tượng bất thường như vậy, người dân quanh khu vực đã tìm cách xử lý, thu gom được hơn 3 kg đinh rơi trên mặt đường. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 5 tháng 8 năm 2016, nhiều người dân đang bán hàng dọc đường Mai Chí Thọ đoạn cầu Cá Chê Nhỏ đến đường Đồng Văn Cống, phát hiện hàng loạt xe máy đang chạy thì bị cán đinh, phải dắt bộ. Số xe cán đinh càng lúc càng nhiều, một số người dân liền dùng chổi quét ra đường thì thu được hơn 3 kg đinh có độ dài 4 phân, còn mới vương vãi ở khắp đường. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng quận 2 đã có mặt để lấy thông tin từ người dân và điều một tổ vá xe lưu động đến khắc phục sự cố cho người dân. Một cán bộ công an cho biết đây không phải là do đinh tặc mà số đinh trên do người dân mua về, trên đường vận chuyển thì bị rớt ra đường. Hiện đoàn thanh niên trực thuộc Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn đã cho xe hút đinh, hút số đinh còn lại để không gây sự cố cho người đi đường.
Bộ Giao thông đang nghiên cứu đề án tổ chức vận tải hành khách trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng theo hướng từ tuyến cố định thành tuyến xe buýt. Đây được coi là các biện pháp chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng đang diễn biến phức tạp. Các sở Giao thông Hà Nội-Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương được giao xác định các điểm đón trả khách dọc tuyến. Các đơn vị này cũng lắp đặt hệ thống giám sát tại một số điểm trọng yếu để phát hiện, xử lý các loại phương tiện chạy vượt tuyến, xe chạy sai hành trình, đón trả sai quy định. Theo một số chuyên gia giao thông, việc thiết lập tuyến xe buýt Hà Nội-Hải Phòng sẽ tạo thuận lợi cho hành khách muốn lên xuống dọc đường, chi phí thấp hơn xe khách. Tuy nhiên, với khoảng hơn 100 km, nếu hành khách phải đứng suốt tuyến thì có thể gây mất an toàn giao thông, do đó nên thiết lập lại cả hai loại hình vận tải xe tuyến cố định và xe buýt kế cận liên tỉnh. Giám đốc điều hành hãng xe Tesla Elon Musk vừa xác nhận về thời gian ra mắt của mẫu minibus và xe đầu kéo chạy điện đầu tiên của hãng. Theo đó, hai chiếc xe mới trong danh mục xe điện của hãng này sẽ ra mắt vào giữa năm 2017. Tesla đã nung nấu dự định chế tạo xe tải chạy điện từ lâu và đã công bố nó trong kế hoạch lớn của mình, nhưng đây là lần đầu tiên có chi tiết về thời điểm ra mắt. Elon Musk cho biết, Tesla kỳ vọng sẽ ra mắt chúng vào giữa năm tới, có thể là 6 đến 9 tháng kể từ thời điểm này. Sau đó, Tesla sẽ có kế hoạch rõ ràng hơn về việc khi nào sẽ đi vào sản xuất thương mại. Người điều hành Tesla cũng cho hay, chiếc minibus này sẽ được xây dựng dựa trên kiến trúc mẫu của mẫu Model X. Trong khi chiếc xe đầu kéo chạy điện sẽ là một hạng mục hoàn toàn mới, Tesla chưa hề có nền tảng. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Cho rằng chủ đầu tư chưa đền bù thỏa đáng, chiều ngày 5 tháng 8, nhiều người dân đã chặn quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí đường bộ Thiên Tân, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc 2 giờ đồng hồ. Sự việc chỉ được giải quyết khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường giải thích và vận động người dân. Trước mắt, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là công ty BOT Thiên Tân Thành An xem xét giải quyết tất cả những kiến nghị của bà con. Khi công ty đã giải quyết mà bà con vẫn khiếu nại thắc mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo giải quyết tiếp. Một đoạn video vừa được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ phóng từ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội lao ra đường đúng lúc chiếc xe buýt đi ngang qua. Trời tối, phóng xe nhanh thiếu quan sát khiến anh này va phải đầu xe buýt và suýt chút nữa đã bị xe cán lên người. May mắn là người này đánh lái kịp sang một bên và thoát chết trong gang tấc. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trước Tết âm lịch tới thì dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cơ bản xong phần xây lắp, 6 tháng đầu năm 2017 sẽ chỉ lắp đặt thiết bị và chạy thử, sau đó đưa vào khai thác cơ bản. Hiện tại ngoại trừ ga Cát Linh và ga Vành Đai 3, còn lại 10 nhà ga khác đã xong toàn bộ kết cấu chính. Hiện nay đang thi công kết cấu phụ trợ, thang lên xuống và kết cấu thép. Theo báo cáo, nhà điều hành khu Depot đang thi công kết cấu chính tầng 4, các công trình kiến trúc khác đang thi công phần móng cọc, bệ trụ. Công tác lao dầm cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại 18 phiến. Thank you.
những chiếc đò chở quá số người quy định mùa mưa lũ, chủ đò thì phớt lờ các quy định, còn người đi đò thì không mặc áo phao, cầm dụng cụ nổi, đang là thực tế rất đáng lo ngại trên tuyến sông Hồng qua địa bàn thành phố Hà Nội. Thực trạng này đã diễn ra rất lâu và ngay kể cả bản tin giao thông an toàn thì cũng đã phản ánh nhiều, nhưng hiện không có gì thay đổi. Cơ quan quản lý thì buông lỏng, chủ đò và người dân thì cứ vô tư qua sông, nếu chẳng may xảy ra đắm đò hay là chìm đò thì hậu quả là rất nặng nề, đặc biệt là mỗi khi mùa mưa lũ đến. Ghi nhận của VTC 14. Ở bến này bây giờ bảo là tao cứ đúng rồi, mình quy định của mình là đúng rồi. Đấy. Đấy, anh nhìn thấy thuyền nào chỉ có 12, mấy người đã chạy rồi. Trái ngược lời của ông Quý nói, chiếc đò mang số hiệu HN0199 do chính ông điều khiển luôn chở vượt quá số người quy định như thế này. Có những chuyến số lượng lên tới gần 20 người và hầu hết hành khách đều không mặc áo phao, bởi họ cũng có tâm lý chủ quan giống như chủ đò. Chưa từ xưa nay thì cũng chưa thấy có, đò này là chưa có vì đò là nó an toàn. Vì đò này thường phải nói dọc sông Hồng này thì từ trên kia xuống đây thì đò là hệ an toàn nhất. Vì cái mạn đò này cái đội trưởng đò người ta cũng quản lý chặt, là ở xã rất là quản lý là kiểu không cho chở quá tải. Khi có sự xuất hiện của phóng viên VTC 14 tại các bến đò dọc sông Hồng, thì chủ các bến đò mới chủ động phát áo phao cho hành khách. Nhưng cũng chẳng ai dám mặc. Bởi với những chiếc áo phao cáu bẩn, bám đầy dầu nhớt, thì đa phần hành khách đều có tâm lý né tránh để mặc lên người. Hôm nào trời mưa bão hoặc là gió to. Chẳng hạn hôm nay. Hôm nay thì bình thường thì chắc là không. Chắc mình không mặc vào cho an toàn. Ít khi ít người mặc lắm. Sao thế? Người ta nói chung là thấy vẫn bình thường thì thôi, người ta không mặc. Thời tiết nó vẫn bình thường. Chưa đò đã chạy đâu ai. Xong mình chuẩn bị trước thì may va chạm ấy. Không, chẳng có va chạm gì, em đi ở đây bao lâu có làm sao ạ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, theo Nghị định 132 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, hành khách đi tàu đò ngang sông nếu không mặc áo phao hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Trường hợp chủ tàu đò chở người không mặc áo phao thì bị phạt từ 200 đến 4 triệu đồng. Còn nếu chủ tàu đò không trang bị hoặc trang bị không đủ áo phao thì bị phạt từ 200.000 đến 3 triệu đồng. Quy định có được thực thi hay không lại là một chuyện khác. Còn chủ đò thì luôn biết cách đổ lỗi. Đưa như người ta, người ta có mặc đâu. Đấy. Đấy, bây giờ áo phao nó vào bảo là cái áo này bây giờ mặc ra mặc vào nó khó. Đấy, bây giờ ta chỉ có cầm thôi. Chứ không người ta không mặc. Vi phạm diễn ra hàng ngày, cơ quan quản lý thì vắng bóng. Và những chuyến đò đầy thì cứ vô tư sang sông. Còn có xảy ra tai nạn hay không thì lại là một câu chuyện khác. Bản tin giao thông an toàn ngày 6 tháng 8 của VTC 14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.